Chúng ta đến với cấu trúc câu gián tiếp nâng cao liên quan đến exclaim là cái gì? Cái này là đổ lỗi đó các bạn, đổ lỗi đó. Rồi, xin lỗi các bạn, cái này không phải là đổ lỗi, thầy lại quên. Cái này là cảm thán đó các bạn, cảm thán là khen ngợi hay chê bai gì đó, nói chung là liên quan đến cái cảm thán trong câu nói của người khác. Rồi, vậy thì cảm thán á. Thì nếu các bạn đã học chương trình tiếng Anh lớp 7, lớp 8 thì các bạn đã nắm quá chắc các cấu trúc này rồi. Các bạn thấy nắm quá chắc các cấu trúc liên quan đến cảm thán này nè. Nếu bạn nào quên thì thầy nhắc lại các bạn nhớ. Liên quan đến how là how cộng tính từ cộng chủ ngữ cộng động từ to be là một câu cảm thán hoàn thiện hoàn chỉnh. Còn nếu what là nếu là cái danh từ số ít ấy, thì là có a hoặc an rồi tính từ rồi danh từ. Còn nếu mà danh từ số nhiều á, là what rồi tính từ rồi danh từ số nhiều. Đây là ba cái dạng câu cảm thán what rất cơ bản trong chương trình tiếng Anh lớp 7, lớp 8 các bạn đã nắm rồi. Vậy thì bây giờ các bạn nhìn đây nha. Khi chúng ta gặp cái dạng câu trực tiếp mà liên quan đến cảm thán như này rồi đó, đây câu trực tiếp này, thì biến sang câu gián tiếp chúng ta phải viết đúng công thức này nha. Công thức này nè, chủ ngữ cộng exclaimed, câu cảm thán đó cộng với that, cộng với chủ ngữ, cộng với động từ lùi thì vào cho thầy. Lùi lại một thì đó. Đây, các bạn nhìn câu cảm thán rồi thầy làm hai cái ví dụ được bạn hiểu ngay nè. Ví dụ thứ nhất nè. Các bạn nhìn ví dụ thứ nhất của thầy nè. Cô ấy nói: "Wow, một cái ngôi nhà mới anh ấy có một cái ngôi nhà đáng yêu làm sao đó. Anh ta có một ngôi nhà đẹp làm sao đó." Đó, các bạn thấy câu cảm thán chưa? What nè, what nè, nè, tính từ nè, danh từ nè, bạn thấy chưa? Đúng câu trúc chưa? Rồi, anh ta có phía sau này. Đó. Rồi, vậy thì biến sang câu giao tiếp chúng ta viết đúng với dạng này. Chủ ngữ, anh ta có nè. Đó. À xin lỗi, chủ ngữ là cô ta nói mà, cô ta nói anh ta có mà, vậy là chủ ngữ phải là she các bạn nhá. She à, cô ta nói mà. Chủ ngữ she exclaimed that, chủ ngữ lúc này mới là he, bởi vì anh ta là người có mà, đúng không? Chủ ngữ, động từ lùi thì, chỗ này nè, này là thì gì? Hiện tại đơn thì lùi về là quá khứ đơn, quá khứ này các bạn, đó thấy chưa? Rồi vậy thì sao? Cô ta cảm thán lên rằng anh ấy có một cái ngôi nhà đáng yêu làm sao? Với phù hợp câu trực tiếp này chưa? Đó, các bạn thấy chưa? Rồi đó là ví dụ thứ nhất. Ví dụ thứ hai này, các bạn nhìn nè, không còn what nữa nha, mà là how nè. How boring tính từ đây, how đây tính từ đây. Trường hợp cái dạng này á, người ta có thể lược bỏ chủ ngữ và động từ to be, không sao các bạn, mình tùy vào ngữ cảnh giao tiếp người ta có thể lược bỏ hai cái này, nhưng quan trọng how là phải đi liền với tính từ liền. Đây, how boring, chán làm sao đó. Chỗ này nếu các bạn viết đầy đủ chủ ngữ và to be vô cũng được, không sao. Ví dụ chán làm sao, viết thêm này they, đó ví dụ này they gì, chủ ngữ to be à, đó họ chán làm sao, đó nhìn họ chán làm sao cũng được. Vậy thì trong trường hợp này thầy lược bỏ cũng được, không sao. Rồi vậy thì khi chúng ta gặp câu trực tiếp như này chúng ta biến câu gián tiếp như thế nào? Đây, câu gián tiếp này các bạn nhá, đều đi vào công thức này, vào dựa vào công thức này mà làm nào. Chủ ngữ đâu? Cô ta nói trong trường hợp này á, how boring, thì thường á câu gián tiếp người ta sẽ nói là anh ta nói hay cô ta nói gì đó vào phía sau này nha các bạn nhá. Rồi trong trường hợp này cô ta thốt luôn rằng she, chủ ngữ này, chủ ngữ exclaimed that, chủ ngữ. Thế thì cái chỗ này nếu người ta viết trong trường này mà không có they hay are hay là it e gì đó cũng được các bạn nhá, hoặc là it e cũng được, thì chúng ta ngầm hiểu người ta nói số ít. Còn nếu người ta viết cụ thể số nhiều chỗ này thì chúng ta viết số nhiều. Còn nếu người ta viết cụ thể số ít thì chúng ta vẫn là số ít. Nhưng người ta không viết cụ thể đây, người ta chỉ có này thôi, thì chúng ta ngầm hiểu là viết số ít thì số ít phải là chủ ngữ là it. Lùi thì không? Lùi thì it phải là it is, đúng không? It is nè. It phải is động từ to be mà. Thì lùi thì là it was. Hết ta đơn, quá khứ đơn. Các bạn thấy chưa? Đó, rồi boring, giữ nguyên. Cô ta than phiền với cô ta thốt lên rằng nó thật nhàm chán, hay là cô ta thốt lên rằng chúng thật là nhàm chán. Đây, chúng, nếu là số nhiều phải là they, đúng không? Đấy, đây số nhiều này. Còn a là hiện tại đơn thì they were, quá khứ đơn, lùi lại thì nữa. Đó,
Và cô ta thốt rằng chúng thật là chán, nhàm chán, nó thật là nhàm chán. Cái cấu trúc này nó hơi khó một xíu, là có những trường hợp người ta sẽ viết lược bỏ đây thì chúng ta sẽ hay gặp rắc rối chỗ này, nhưng không sao, khi mà thầy giảng rồi thì các bạn nhớ, các bạn nắm được đúng không nào? Rồi cấu trúc này cũng đã xong, hẹn các bạn video tiếp theo chúng ta sẽ đến với cấu trúc liên quan đến wish.